Xin chào mệnh chủ. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý bạn nữ mạng sinh năm 2002 Nhâm Ngọ bước sang năm Giáp Thìn 2024 gặp được nhiều may mắn, khỏe mạnh, luôn gặp mọi sự an lành và hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập xin chia sẻ đường công danh, sức khỏe, gia đạo, tình duyên, tiền tài, sao hạn, tốt xấu như thế nào để biết cách hóa giải, có tốt hơn năm ngoái không? Ở tất cả các phương diện trong cuộc sống, để dự đoán vận hạn trong thời gian tới, giúp mệnh chủ động nắm bắt thời cơ cũng như tránh được xui xẻo để có được cuộc sống bình an và thịnh vượng mỗi ngày. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc thật sự của chúng tôi. Nên mong mệnh chủ hay coi hết video này. Chương trình gồm những nội dung như sau: 1. Nói về thông tin gia chủ. 2. Nói về tính cách. 3. Về hạn gì. Và 5. Cách hóa giải. Sau này chuyển mệnh. Cuối cùng là vận trình 12 tháng. Sau đây là chi tiết. Nói về thông tin gia chủ. Mệnh dương liễu mộc, cây dương liễu, cầm tinh con ngựa, xuất tướng tinh con chồn cáo, con rồng, con rắn. Sao hạn 2024 là sao Tổ Tú. Hạn Quỳnh Tiền, không phạm tam tai, không phạm thái tuế, không phạm kim lâu, phạm hoàng ốc. Có một bài thơ nói về bạn như sau: Nhâm Ngọ mạng mộc cung ly, là cây dương liễu số này làm nên. Nếu là sinh thuận đông xuân, gái thì hữu phước gia môn yên hòa. Mùa thu bị khắc bơ vơ, mùa hạ cũng lỗi chật giờ khổ thân. Anh em xung khắc chẳng nhờ, đi xa thương nhớ lại gần chẳng an. Tuổi sinh tuổi nhỏ gian nan, tưởng đâu chết thuộc chết on đã rồi. Tuổi này tanh đợi khôn ngoan, ít kẻ cua dốt cơ hàng linh đinh. Tuổi nhỏ làm có đủ sai, nhiều lần đặng khá khiến đầy đà tan. Tuổi muộn có của mới an, lập nên sự nghiệp an nhàn ấm lo. Và tiếp theo là nói về tính cách của người tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng. Nữ tuổi Nhâm Ngọ thông minh, đa tài, thích khám phá mọi điều về cuộc sống. Đây là người rất có nghị lực, có lý tưởng nên trong cuộc sống họ luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất và xuất sắc nhất. Nữ Nhâm Ngọ, cuộc sống có nhiều điều thú vị, tài lộc dồi dào. Sau kết hôn, cuộc sống thêm phần đầm ấm hạnh phúc, có số hưởng phúc con cái. Tóm lại, nữ Nhâm Ngọ cả cuộc đời có nhiều niềm vui và sự may mắn, cuộc sống gia đình êm ấm thuận hòa, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, có số hưởng tài lộc. Nữ Nhâm Ngọ hưởng thọ trung bình 77 đến 83 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống hiền lành thì có thể gia tăng tuổi thọ. Họ là những con người sống khá lý tưởng và không hay để tình cảm chi phối cảm xúc của họ. Trong tình yêu, họ cũng hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nên có đôi khi xảy ra những hiểu lầm không mong muốn. Nhìn chung thì tình duyên của người sinh tháng này khá đẹp và thuận lợi. Tuy có lúc vướng phải nhiều khó khăn, rắc rối nhưng hầu hết đều được giải quyết nhanh chóng gọn gàng. Nếu bạn sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch, đây là những người rất may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu của họ đẹp đẽ và trong sáng. Đa phần mối tình đầu của những người này chính là người mà họ đã kết hôn.
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mỹ mãn. Nữ tuổi Nhâm Ngọ kỵ với các tuổi sau đây, đó là Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý. Trong công việc làm ăn, Nhâm Ngọ nên hạn chế, không nên hợp tác với những người này. Năm Giáp Thìn 2024, bạn sẽ gặp hạn, đó là hạn hình tuyền. Vị hạn hình tuyền là gì? Tốt hay xấu? Nhắc đến hình tuyền, người xưa có hai câu thơ được bác như sau: hình tuyền bệnh nạc nguy phong, tam keo đau mắt, đề phòng tay chân. Trong tám niên hạn chí mệnh thì hình tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Khi gặp hạn này, gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, say sẩm mà không rõ nguyên nhân. Sau đó đại kỳ làm ăn kinh doanh liên quan đến sông nước, đường thủy. Đặc biệt trong năm hạn này, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, không may sẽ xảy ra sinh chuyện bất lợi, tai bay vạ gió. Dưới đây là các hạn hình tuyền thường gặp, mời bạn xem qua. Về sức khỏe, gia chủ gặp hạn này thường xuyên mắc phải chứng đau đầu, chóng mặt mà không rõ nguyên nhân. Điều này kéo dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần. Không những vì thế còn ảnh hưởng đến kết quả làm ăn và kinh doanh. Trong công việc làm ăn, tốt nhất khi gặp hạn hình tuyền, gia chủ không nên đầu tư làm ăn liên quan đến sông nước, đường thủy. Khi được mời tham gia tiệc tùng ăn uống trên du thuyền hay du lịch biển, tốt nhất gia chủ không nên tham gia, đề phòng tai nạn nguy hiểm đến tính mạng và cái chết. Trong cuộc sống, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai trong giao tiếp, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, bởi không nặng thì nhẹ, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện bất lợi. Sau đó, không nên cho người khác vay mượn tiền, không may tiền mất tật mang, nghĩa cũng không còn. Vì cách hóa giải xa huỳnh tuyền như sau. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền. Vốn huỳnh tuyền là một đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn nhiều về mặt sức khỏe. Đây là một vài cách hóa giải hạn huỳnh tuyền, mời bạn tham khảo. Về sức khỏe, gia chủ gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Sau đó tập luyện thường xuyên và chế độ ăn uống cho hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá, đặc biệt là nam mạng. Công việc làm ăn, người nào gặp hạn hình tuyền nên tránh làm ăn xa nhà, là những việc liên quan tới sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra. Tốt nhất không nên tham gia du lịch biển và đánh bắt xa bờ hay đi tắm biển. Đặc biệt trong cuộc sống, khi gặp hạn hình tuyền, không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, kể cả quen biết. Tử vi 2002 nữ mạng, năm 2024, năm Giáp Thìn. Về tình cảm, sao nào chiếu mệnh? Sao chiếu mệnh của bạn là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú trong cái dịp niên hạn, hạn Thổ Tú còn gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thì thua lỗ. Người gặp hạn sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến tuổi nào thường thách lòng kiên trì bản lĩnh của tuổi đó. Ban đầu công việc, các mối quan hệ xã giao có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ đạt được những kết quả như ý. Còn về hôn nhân gia đình,
dễ xảy ra xung đột. Gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có những nỗi buồn man mác, không có sự chủ động rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhìn nhau thêm một chút, thì trong nhà mới êm ấm. Sao Tô Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là một sao chiếu mệnh chủ về 6 về liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Sao Thổ Tú còn gọi là ác tinh, có thai họa, không yên tâm hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung, sao Thổ Tú chiếu mệnh mang nhiều điều xấu, nên gia chủ cần để ý đến những công việc gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại rồi năm qua tính tiếp. Tuy nhiên, người mình thổ gặp sau này thì không đáng lo lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, xong cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi, dễ bị bệnh huỳnh hoành, ốm đau lâu khỏi, da chạch bất an, hai chim ba một mị, không nên nuôi con vật gì. Trong An Giang vẫn lưu truyền một bài thơ về tính cách của sao Thổ Tú như sau: Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỳ trong 2 tháng tiếp chàng bi ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải đầy tốn hao, mang nhiều lời tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đọt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ăn bố đức việc gì cũng qua. Từ xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu cũng nên làm lễ gia hạn. Sao Thổ Tú không được xếp vào 3 sao xấu nhất, nhưng nếu muốn có một năm bình an và hạnh phúc tốt đẹp hơn hết thì vẫn làm lễ gia hạn sao. Thời gian cúng sao gia hạn Thổ Tú hợp nhất vào lúc sao sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 19 tháng 1 âm lịch, vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng sao hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Mọi thứ dùng để cúng sao gia hạn Thổ Tú cần phải chuẩn bị có là màu vàng. Trường hợp những thứ khác không có màu cùng thì bạn lấy màu vàng gói lại, hay lót giấy màu vàng xuống dưới rồi mới đặt lễ vật lên trên. Sắm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú cần chuẩn bị một bài viết mang dòng chữ Trung ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân Vị Tiền. Lễ cúng sao Thổ Tú gồm 5 ngọt nến hoặc đèn, bài bị màu vàng của sao Thổ Tú là mũ vàng, tiền vàng, gạo, muối, nước, chầu cau, hương hoa, mũ hoảng. Sau đây là bài cúng sao Thổ Tú, bạn hãy xem qua.
Tiếp là tử vi 2024 tuổi Nhâm Ngọ 2002. Nữ bạn, bạn có bị phạm hoang ốc không? Năm nay bạn phạm tuổi Ngũ Thọ Tử phạm hoang ốc. Ngũ Thọ Tử có câu: Ngũ Tử ly thân phòng tử biệt. Tuổi này làm nhà thì phạm trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt, tốt nhất là không nên làm nhà. Và sau đây là dự đoán vận trình 12 tháng trong năm Giáp Thìn 2024 của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 nữ mạng. Hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo.
thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông và like ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích và nhiều video hay nữa. Và hãy chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Trên Phương Riêng xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự an lành, hạnh phúc. Xin chào.